giờ mình băng qua đường rồi trở về đây cũng là đường Ouellette nhưng mà đi ngược chiều với lúc nãy đã đang phía bên ngoài chưa thứ bảy có vẻ vắng đây là đường cha thầm không phải xanh để đi qua đường. Đây đèn xanh đi. Đây là đường University, chờ đèn xanh để đi qua đường. Đây là đường thoát cũng đậu chờ đèn xanh để đi qua đường. Thank you.
sân ngồi uống bia. Đây là đường Windsor. Đang chờ đèn để đi qua đường. Đây có đèn rồi. Đây là đường tất cả rồi, bây giờ mình rẽ trái để